các bạn thân mến uh, tiếp tục cho cái phần uh, học uh, câu và cụm từ từ và cụm từ tiếng trung hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn bài tiếp theo câu số uh, 62 hảo trẻ lơ ma hảo tiě lơ ma có nghĩa là bạn đã thấy đỡ chưa hoặc là đã thấy đỡ chưa chúng ta có thể thêm chữ hảo y diǎr lơ ma có nghĩa là đỡ được một chút nào chưa chúng ta đọc lại một lần nữa đây hảo tiền lơ ma hảo tiền lơ ma tiếp tục câu thứ 63 mươi ba nỉ có nghĩa là bạn thì sao câu này mà chúng ta hỏi để lối tiếp một cái phần uh, khi mà chúng ta trả lời ai đó về vấn đề gì đó và cũng cùng với một cái ý nghĩa đó thì chúng ta hỏi lại người ta ví dụ bạn cũng có đã đỡ, đỡ chưa thì chúng ta không cần phải hỏi lại là bạn đã uh, ní hảo y tẻ nơ ma nữa mà chúng ta hỏi là nỉ nơ thế còn bạn thì sao tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo câu 64 nỉ chen ủa y cơ rấn chín nỉ chèn ủa y cơ rấn chín có nghĩa là bạn lợ tôi một cái gì đó bạn lợ tôi một việc chữ uh, chen đây là lợ chen chén có nghĩa lợ tiền thì chen của chén có nghĩa là bạn lợ tôi tiền y uh, cơ đến chính ở đây nếu mà dịch đúng nguyên nghĩa của nó là một cuộc tình hay một uh, uh, một kiểu uh, nhân tình người tình thực ra thì đây thì chúng ta dịch là món lợ chỗ này là, là món lợ tiếp tục câu 65 mươi Chúng ta có câu sau. Bù khơ chi. Bù khơ chi có nghĩa là không có gì. Hoặc là đừng khách sáo. Bù khơ chi. Hoặc bía khơ chi cũng đều được cả. Đều có nghĩa là không có gì. Hoặc là đừng khách sáo. Tiếp tục chúng ta có câu sáu mươi sáu nà y thiên tàu xính xì si. nà y thiên tàu xính xì si. có nghĩa là một ngày nào đó thì sẽ sẽ tiến hành hoặc là sẽ làm nà y thiên có nghĩa là một ngày nào đó tàu là đều là sẽ hoặc là đều xính xì si là thực hiện chúng ta đọc lại này nà y thiên tàu xíng xì na yi thiên tâu xíng xì tiếp tục chúng ta có câu sáu mươi bảy nỉ chai khai oán xiao ba tức là bạn đang nói đùa à khai oán xiao ở đây có nghĩa là đùa cợt nói đùa ba có nghĩa là nhá nhé từ này nó không có nghĩa nỉ chai khai wan xiao ba bạn đang đùa đấy à tiếp tục chúng ta sang câu thứ 68 chu hư nỉ chu hư nỉ có nghĩa là chúc mừng bạn chu hư ở đây có nghĩa là chúc mừng chúng ta nhìn thấy ở trên các cái 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 phong bì ấy, phong bì đỏ ấy, bao giờ người ta ví dụ người tết ấy người ta bao giờ người ta có in cái chữ này chu hưa này có nghĩa là chúc mừng hoặc là gì chúc tết người ta cũng đều đều có thể dùng từ chữ này chu hưa này chúc mừng bạn tiếp tục chúng ta có câu 69 mươi <laughs> chín ủa chiếng phú tự chính phú chữ chin ở đây cả một cái cụm từ này có nghĩa là không chịu nổi hoặc là gì không kiềm chế được của chính phú chữ chin của chính phú chữ chin có nghĩa là tôi không kiềm chế được hoặc là tôi không chịu nổi tôi không kiềm chế được bản thân mình à, dẫn đến gì xô sát đánh nhau chẳng hạn thì cũng có thể dùng từ này của chính phú chư chin Tiếp tục chúng ta sang câu thứ bảy mươi. bù phủ, trừ, to. Ủa, phủ, trừ, to. Ở đây chúng ta có thể đọc, đọc biến âm chữ phủ lại thành chữ phú. Bởi vì hai thanh ba đi liền với nhau thì thanh thứ nhất chúng ta phải biến âm. Ủa, bù trừ, to. Trừ, to ở đây có nghĩa là biết. Biết ở đây có nghĩa là biết một cách theo phản xạ thông thường còn chữ huê cũng là biết nhưng mà biết khi mà đã được qua một quá trình rèn luyện đào tạo huấn luyện thì người ta dùng từ huê ví dụ của huê xua trung uấn tức là tôi biết nói tiếng trung của huê xua uh, yên nhủy, tôi biết nói tiếng anh của huê xua uh, Yên nhủy, tôi biết nói tiếng việt nhưng chúng ta không thể sử dụng cái từ tự way này là cho cái từ ví dụ như là bạn có biết anh ấy không thì chúng ta phải nói là nì chư tao tha má. hoặc là nì chư tao na cơ lu chai ná nỉ ma bạn có biết cái đường đó ở đâu không thì chúng ta dùng từ chư to không được dùng từ huê tiếp tục chúng ta sang câu thứ 71 ùa hùi bằng nhì tá tiền tợ tôi sẽ giúp bạn làm cái gì đó ví dụ ùa hùi bằng nhì tá tèn tôi sẽ giúp bạn làm tá tẻn ở đây có nghĩa là làm cái gì đó từ pang ở đây có nghĩa là giúp tôi sẽ giúp bạn của huy pang nỉ ví dụ ở đây chúng ta có thể thay một cái từ đây à, tôi sẽ giúp bạn học tiếng trung của huy pang nỉ xuế trung uấn của huy pang nỉ xuế tôi sẽ giúp bạn học tiếng việt tiếp tục chúng ta có từ thứ bảy mươi hai cấy nỉ cấy nỉ ở đây chúng ta cái cụm, cụm từ này có chỉ có hai từ cái nỉ có nghĩa là đưa cho bạn hay là của bạn đây ví dụ chúng ta đi mua một cái gì đó người ta đưa cho mình người ta nói là cái nỉ của anh đây của chị đây của bạn đây tiếp tục chúng ta sang câu thứ bảy mươi ba mấy hiểu rấn chưa to, mấy hiểu rấn chưa to, có nghĩa là không ai biết, mấy hiểu là không, rấn là người chưa to là biết, chúng ta đã vừa học cái từ chưa to rồi, mấy hiểu rấn chưa to, không ai biết, của BÚ chưa tạo, tôi không biết, tha BÚ chưa tạo, anh ấy không biết. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ 74. Pía triển trang. Ở đây có nghĩa là đừng vội vàng hoặc đừng căng thẳng. Đừng uh, làm cái gì đó mà nó mang tính chất là sốt ruột. Thì chúng ta cũng có thể dùng từ này. Pía chỉnh trang. Hoặc là người ta nói ngắn gọn. Phía chỉnh. Hoặc là gì? Pú eo chỉnh. Cũng đều được cả. À? Bia chỉnh trang Đừng căng thẳng, đừng sốt ruột Đừng quá uh, sốc Cũng có thể dùng từ này Tiếp tục chúng ta có câu thứ 45 Thái ý han lợ Thái ý han lợ Ý han ở đây có nghĩa là tiếc, đáng tiếc uh, Quá tiếc gì đó thì chúng ta dùng từ ý han Thật là xin lỗi Thái ý han là thật là xin lỗi thật là đáng tiếc à, chúng ta đọc lại một lần nữa đây thai ý Han lợ thai ý Han lợ à, các bạn thân mến bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt các bạn à, các bạn hãy like và subscribe bên dưới đăng ký để được theo dõi các clip tiếp theo chào tạm biệt